Hello, chào bạn đã quay trở lại kênh Tatem.com. Video này mình sẽ tiếp tục giới thiệu một sản phẩm về thể thao. Hộp sản phẩm khá là dài. Vâng, tại vì sản phẩm này quá là rẻ, đang giảm giá 9.000 nên mình săn và mua. Chứ mình cũng có review sản phẩm này rồi. Xà đơn treo tường, giá 9.000 và phải mua thêm một sản phẩm nào đó ở trong cùng một shop để đơn 20.000 thì mới đặt được. Nên mình mua thêm cái áo tập bóng đá là 19.000. Tổng là 28.000 và ship là 15.000, tổng là 43.000. Ok, bây giờ mình sẽ mở ra và sau video mình sẽ tập thử cho các bạn xem nó có chắc chắn không. Các bạn muốn mua sản phẩm này mình sẽ để link mua ở dưới mô tả video hoặc là trong comment của video này. Đầu tiên thì mình sẽ mở cái áo tập thể thao trước, áo bóng đá. Màu xanh. Và đây là hộp xà đơn. Sản phẩm áo lưới tập bóng đá. Mình cũng chọn màu xanh thôi. Mặc cái áo này để phân biệt được đội hình của hai bên. Có rất là nhiều màu xanh đỏ tím vàng. Nói chung là mua kèm thôi. Tại vì sản phẩm này là rẻ nhất trong shop rồi, 19.000. Lưới này thì mặc nó sẽ thoát mồ hôi khá là tốt. Áo này thì chắc là ai đá bóng đều biết rồi. Lưới nhưng mà mặc khá là nóng. Và sản phẩm chính trong video đây, đó là xà đơn 2018, 60x100cm. Một vài cái hình ảnh xung quanh hộp, tác dụng của xà đơn và những cái ốc vít đi kèm, made in Tàu. Ở cạnh bên thì có những cái bước để hướng dẫn để chúng ta gắn đinh vào. Chiều dài cửa 62x100cm và tối đa là 100 cân. Nếu mà hơn 100 cân thì các bạn phải gắn thêm đinh vào. Còn bình thường thì chúng ta không cần gắn đinh. Hộp rất nặng luôn. Xà đơn này theo kiểu mới, tính năng mới, sẽ chịu lực tốt hơn, chống trượt. Có xốp lót tay dài hơn và khả năng chịu tải tốt hơn. Xốp đệm tay dài 5mm, chúng ta có thể nắm ở bất kỳ đâu. Trước mình cũng có review một cái xà đơn rồi, các bạn có thể xem lại video đấy. Thì xốp đệm tay nó không dài, nó không bao phủ kín như này. Đây, ở trong có một cái lớp nhựa. Cái lớp cao su đây. Rất là êm, sẽ giúp bám tường rất chắc chắn. Các bạn có thể xoay ra để gắn chặt vào hai bên tường. Tác dụng của xà đơn thì anh em cũng biết rồi, giảm mỡ bụng, tăng chiều cao, tăng cân, ngăn ngừa thoát vị đĩa đệm, vân vân. Và xà đơn này thì rất là linh hoạt, dễ dàng tháo lắp. Sản phẩm kèm đinh để cho những ai sumo có thể tập xà đơn thôi. 60cm khi chưa mở ra hết cơ. Đây là cái sắt để chúng ta gắn thêm cái vít vào nếu mà tường yếu hoặc là nếu mà bạn trên 100 cân. Bộ ốc vít đi kèm. Chi tiết cận cảnh xà đơn. Bây giờ mình sẽ gắn thử lên tường và tập thử cho anh em xem độ chịu lực của nó như thế nào. Các bạn có thể gắn vào gỗ hoặc là tường. Cái lớp cao su rất là dày luôn, bám rất chắc chắn. Đây, sau khi gắn xong, mình sẽ lên xà cho các bạn xem độ chắc chắn của xà đơn này như thế nào.
Và bây giờ mình sẽ mặc thử cái áo bóng đá, áo lưới bóng đá. Mặc rất là thoải mái luôn. Link các sản phẩm giá rẻ hàng ngày như trên ảnh. Đăng ký kênh, ấn vào chuông để nhận thông báo khi có video mới. Như vậy là trong video này mình đã giới thiệu danh sản phẩm xà đơn. Link mua mình sẽ để dưới video. Các bạn có thấy video hãy like, share, subscribe cái kênh tu để cập nhật những video mới nhất. Mọi thắc mắc vui lòng comment bên dưới mình sẽ giải đáp. Các bạn muốn mình review sản phẩm nào comment bên dưới nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bye bye. Tập để tăng chiều cao, tập để to chân, to cả ba chân.